Được rồi. Cuối cùng thì chúng ta cũng ra mắt được game rồi hay sao? Đây chính là game của chúng ta có đúng không? Hiện tại vẫn chỉ là phiên bản thử nghiệm thôi. Còn việc ra mắt chính thức á, chúng ta phải chờ thêm một chút nữa. Dù là vậy tôi vẫn thấy rất cảm động. Tôi á, bây giờ nhìn ly mì thôi đã cảm thấy buồn nôn rồi đó. Chúng ta chơi một trận đi, mình phải chơi đầu tiên chứ. Hả? 5 4 3 2 1 Rồi, đã được mở rồi kìa. Các chiến binh nhanh lên, vô vị trí. Vô vị trí. Nào nào, chiến đấu thôi nào. Chiến đấu. Yeah. Và giờ tôi cũng sẽ bắt đầu học cách tin tưởng tình yêu.